được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Victor Hugo, lấy bối cảnh nước Pháp thời Trung cổ đầy tăm tối, với những kẻ lang thang ăn mày và trộm cắp. Bộ phim mở đầu ở Paris thế kỷ 15 với Clopin, một nghệ sĩ múa rối Romani đang kể cho một nhóm trẻ em nghe câu chuyện của một chàng trai xấu xí ở nhà thờ Đức Bà. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1462 khi ba người Roma lẻn bất hợp pháp vào Paris, nhưng bị phục kích bởi một phi đội binh sĩ làm việc cho thẩm phán Claude Rollo, bộ trưởng bộ tư pháp và người cai trị trên thực tế của Paris. Người phụ nữ Romani cố gắng chạy trốn cùng đứa con của mình, nhưng Fralow nghĩ rằng người phụ nữ đang mang hàng hóa bị đánh cắp nên đã đuổi theo cô ấy. Trong quá trình đuổi bắt, Fralow làm người phụ nữ ngã và đập đầu vào bậc thềm của nhà thờ Đức Bà tử vong. Còn hàng hóa bị đánh cắp kia là đứa con trai sơ sinh bị biến dạng giống quái vật của cô gái. Fralow phát hiện cái giếng và định thả đứa bé vào đó, nhưng tổng giám mục Ardicon xuất hiện và ngăn cản, buộc tội ông đã giết một người phụ nữ vô tội. Để chuộc lại lỗi lầm, tổng giám mục muốn Fralow nuôi dạy đứa bé nên người, vì không thể che giấu tội ác của mình khỏi đôi mắt của tượng các vị thánh ngoài nhà thờ. Fralow lo sợ miễn cưỡng đồng ý nuôi nấng đứa trẻ dị dạng như con của mình, đặt tên cho đứa bé là Quasimodo, nghĩa là quái dị, giấu đứa trẻ vĩnh viễn trong tháp chuông nhà thờ. 20 năm sau, Quasimodo đã trở thành một chàng trai trẻ tốt bụng, nhưng bị cô lập trong nhà thờ Đức Bà, hình dáng dị dạng với một cái gù rõ rệt do bệnh kyphosis gây ra. Anh chàng cực kỳ mạnh mẽ do nhiều năm rung những chiếc chuông nặng nề. Anh có những người bạn Gargoyles điêu khắc bằng đá là Victor, Hugo, Lovell và những chú chim bồ câu. Sau khi đưa chú chim bồ câu nhỏ đi với bầy đàn, thì Quasimodo lại cảm thấy buồn bã. Sau bao nhiêu năm trôi qua, Fralow trở thành ông chủ và cấm anh không được ra khỏi nhà thờ. Người dân bên ngoài rất vô tâm, họ sẽ gán mắc cho anh là quái vật vì vẻ bề ngoài xấu xí. Mặc dù tin Fralow, anh vẫn khao khát được ra ngoài dù chỉ một ngày. Mỗi năm Quasimodo đều mong được xem lễ hội của những kẻ ngốc, nhưng chưa bao giờ nguyện vọng nhỏ nhoi được thực hiện. Bạn bè của Quasimodo khuyến khích anh nên tham dự lễ hội, hề vì ai đến đó cũng phải cải trang cả. Quasimodo sẽ không lo bị phát hiện, bất chấp lời cảnh báo của Fralow rằng anh sẽ bị xa lánh vì sự xuất hiện của mình. Quasimodo quyết định đi thử một lần, nhưng Fralow lại đến đúng lúc đó để mang bữa trưa cho anh. Quasimodo vô tình để lộ suy nghĩ của anh về lễ hội, và Fralow trở nên tức giận khi biết chàng gù muốn đi đến lễ hội. Quasimodo cảm thấy ghen tị với ông chủ vì ông ấy được đi hàng năm, còn mình thì không. Fralow giải thích là một viên chức nhà nước, ông ta chỉ đi cho có lệ chứ không hề yêu thích lễ hội ngu ngốc đó. Fralow nhắc nhở Quasimodo không ai thích ngoại hình ma chê quỷ hờn này của anh ngoại trừ ông ta đâu. Tên thẩm phán còn nói dối rằng mẹ của Quasimodo đã bỏ rơi anh ấy, và chính nhờ Fralow anh mới có được ngày hôm nay. Hắn ta muốn anh khắc sâu và ghi nhớ công ơn cừu mang đùm bọc của hắn dành cho anh. Trước khi rời đi, Fralow khuyên Quasimodo rằng tháp chuông là nơi trú ẩn an toàn duy nhất của anh, bỏ ngoài tai lời nói của ông chủ. Quasimodo vẫn muốn nhìn thấy thành phố một lần và lên kế hoạch để lẻn ra khỏi nhà thờ tham dự lễ hội. Trong khi đó, đại úy Phoebus, người đã toàn thắng trở về sau chiến tranh, lần này trở về Paris để phục vụ với tư cách là đội trưởng mới của Fralow. Trên đường đi nhận chức, anh bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô vũ công Romani tên là Esme Ander đang biểu diễn với chú dê. Sau đó cứu cô gái khỏi những tên binh lính ăn chặn tiền của người dân. Phoebus gặp Fralow, biết được Phoebus có tài năng thiên phú đã đánh thắng rất nhiều trận chiến. Ông hy vọng Phoebus có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của mình, xóa sổ Roma khỏi Paris và tiêu diệt tòa nhà trú ngụ của họ. Tham vọng hơn 20 năm qua của ông ta như tiêu diệt lũ kiến dưới một hòn đá, mặc cho Phoebus có vẻ không thoải mái với quan điểm ác độc của Fralow. Quasimodo lẻn xuống quảng trường thị trấn, anh đu xuống sợi dây để xem rõ hơn. Lễ hội vô cùng náo nhiệt và cuốn hút làm Quasimodo không thể rời mắt, nhưng không ngờ sợi dây lại bị tụt cuốn Quasimodo xuống số đông người bên dưới. Clopin tuyên bố bắt đầu lễ của những kẻ ngốc. Chàng gù cố gắng tránh xa tầm nhìn của mọi người, nhưng bị Clopin theo dõi và quấy rối cho đến khi anh vô tình va vào liều của Esme Ander. Esme Ander vội đến đỡ Quasimodo dậy, nhưng anh không thể che giấu được mặt của mình. Không ngờ cô gái lại không lấy làm lạ và còn khen ngợi chiếc mặt nạ đặc biệt của anh ấy. Trở lại với lễ hội của những kẻ ngốc vẫn đang diễn ra sôi động. Sau đó, Fralow đến lễ hội được hộ tống bởi Phoebus và lính canh của hắn ta. Phoebus yêu cầu lính canh giải tán đám đông để theo dõi mọi thứ. Sau đó đến màn trình diễn khiêu vũ của Esme Ander. Nhanh chóng đám đông bị mê hoặc, cũng vào thời điểm này bắt đầu kéo theo tình cảm đầy sai trái của ba người đàn ông không ai khác là Phoebus, Quasimodo và Fralow. Sau điệu nhảy, Clopin thông báo cuộc thi vua hề. Esme Ander kéo Quasimodo lên sân khấu. Cô gái và đám đông bị sốc khi biết rằng đó là khuôn mặt thật, chứ không phải mặt nạ của chàng gù. Clopin dập tắt đám đông hoảng hốt. Đúng với thể lệ cuộc thi tìm người xấu xí nhất Paris, thì Quasimodo đã giành chiến thắng và trở thành vua hề. Chàng gù được trao vương miện, nhận được sự cổ vũ diễu hành quanh quảng trường. Không chỉ Quasimodo thấy hạnh phúc, mà những người bạn bằng đá cũng vui mừng thay cho anh. Tuy nhiên niềm vui chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi đội cảnh vệ của Fralow làm gián đoạn lễ kỷ niệm bằng cách ném trái cây thối vào người Quasimodo như một cách để chúng chế giễu anh. Đồng loạt những người lính khác làm theo. Tiếp đến người dân bên dưới cũng nhanh chóng tham gia, trói Quasimodo xuống để họ có thể tiếp tục chế giễu và làm nhục anh. Quasimodo tuyệt vọng kêu gọi chủ nhân giúp đỡ mình, nhưng Fralow phớt lờ, thậm chí còn kìm hãm nỗ lực của Phoebus khi muốn cứu Quasimodo. Esme Ander chứng kiến hết tất cả và xông đến cứu Quasimodo khỏi những con người đang ngu muội bên dưới, và công khai thách thức với Fralow đòi sự công bằng cho những người bị xã hội ruồng bỏ. Sau đó cô ném chiếc vương miện vua hề cho Fralow, cho rằng ông ta mới là kẻ ngốc nhất.
Fralo ngay lập tức ra lệnh bắt giữ cô, nhưng cô trốn thoát với sự giúp đỡ của đám đông, đồng nghiệp Roma, nhào lộn vào một vài ảo ảnh mà Fralo gọi cô là phù thủy. Đại úy Phoebus cảm thấy nữ chính thật thú vị, cô gái này phút chốc đã phá nát chỗ ngồi sang trọng của Fralo và phá tan buổi lễ. Fralo nhìn sang qua Simodo với thái độ tức giận, chàng gù thành tâm xin lỗi chủ nhân và mong được tha thứ, rồi anh lặng lẽ quay trở lại nhà thờ trong ánh mắt xa lánh của mọi người tảng ra hai bên dõi theo mình. Esme Ander đi theo qua Simodo để tìm anh ta, nhưng cô bị Phoebus theo dõi, cả hai cùng tham gia vào cuộc chiến trong thời gian ngắn. Khi Phoebus cố gắng thuyết phục rằng anh ấy thân thiện và không có ý làm hại Esme Ander, cả hai cùng nhau giới thiệu về bản thân và Esme Ander hoàn toàn bị thuyết phục rằng Phoebus tốt bụng. Fralo bất ngờ đến và ra lệnh cho Phoebus bắt giữ cô, nhưng Phoebus che đậy cho cô, nói rằng cô đã nhận tội và khai ra nơi trú ẩn của người Romani. Tổng giám mục can thiệp và cuối cùng Fralo cũng chịu rời đi, nhưng hắn lại ẩn nấp và đe dọa Esme Ander. Fralo đe dọa Esme Ander rằng nếu cô rời khỏi nhà thờ là sẽ bị bắt rồi đi khỏi, hơn thế còn dở những hành động bệnh hoạn muốn có được tình yêu của người đẹp. Ardicon khuyên Esme Ander đừng chọc giận Fralo nữa, sau đó, cô bày tỏ sự thất vọng của mình với thực tế là không một người nào trong đám đông dám đứng ra giúp Quasimodo vì anh ta có ngoại hình khác biệt. Đức Tổng Phó Tế nói với cô rằng có lẽ ai đó trong nhà thờ có thể giúp cô sửa chữa tất cả những sai trái của thế giới này. Sau khi nhìn mọi người cầu nguyện, cô nghĩ mình không xứng là một tín đồ, nhưng Esme Ander lại cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ, và đặc biệt là cho người dân của cô, những người bị ruồng bỏ trong xã hội. Quasimodo lắng nghe lời cầu nguyện của cô, nhưng bị một giáo dân phát hiện anh bỏ bê công việc rung tháp chuông. Anh vấp ngã và chạy trở lại tòa tháp của mình, Esme Ander theo sau, và cố gắng xin lỗi chân thành vì đã làm cho anh mất mặt trước tất cả mọi người. Esme Ander thể hiện lòng tốt chân thành và ca ngợi Quasimodo vì tài năng nghệ thuật của anh ấy, có thể sáng tạo ra những mô hình gỗ tuyệt đẹp, vậy là giữa hai người đã hình thành tình bạn với nhau. Quasimodo chỉ cho cô xung quanh nhà anh, bao gồm thành phố bằng gỗ, những chiếc chuông có tên đầy đủ như các thành viên trong gia đình của anh và khung cảnh Amazing Woodshop nhìn từ đỉnh tháp. Anh ấy thậm chí còn mời cô ấy ở lại nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không thể. Chàng gù nhận ra cô gái là người Roma giống Fralo đã nói. Và điểm chung để hai con người xa lạ trở thành bạn đó chính là hoàn cảnh éo le bị xã hội ruồng bỏ. Esme Ander hy vọng được thoát khỏi đây vì cô rất nhớ nhà và những người đồng hương của mình, cảm kích cô gái vì đã giúp đỡ mình trong đám đông. Quasimodo quyết định đưa Esme Ander thoát khỏi nhà thờ Đức Bà bằng cách trèo qua trèo lại trên mái nhà không thua kém gì người nhện Spider-Man. Cả hai trốn thoát trong đêm và qua mặt được toàn bộ binh lính ở đó. Trước khi rời đi, Esme Ander hứa sẽ đến thăm và đưa cho Quasimodo sợi dây vải vện đó là bản đồ đến nơi ẩn náu của người Romani, tòa án phép lạ, trong trường hợp anh ta cần nơi trú ẩn bên ngoài nhà thờ Đức Bà. Tưởng chừng như mọi cảm xúc đã trơ lì với chàng trai năm ấy, mọi người từ bỏ sự tốt bụng của Esme Ander, như một luồng sáng ấm áp xuyên thủng trái tim quanh năm u tối của chàng gù, khiến anh có niềm tin về cuộc sống. Trở lại tháp, anh gặp Phoebus đang tìm kiếm Esme Ander. Chàng gù tức giận nghĩ anh ta đến đây để bắt Esme Ander, nên đã yêu cầu anh ta rời đi. Ba chiếc bạn bằng đá Gargoyle đang chọc ghẹo Quasimodo thật có phúc khi được cô gái xinh đẹp theo đuổi. Trở lại trong cung điện công lý, Fralo bắt đầu nhận ra tình cảm biến chất của mình dành cho Esme Ander và cầu nguyện với Đức Mẹ Marina cứu ông thoát khỏi bùa chú của cô ả kia và sự trừng phạt vĩnh cửu. Trong khi cầu nguyện, hắn đổ lỗi cho Esme Ander nhiều hơn và kết thúc lời cầu nguyện của mình với mong muốn rằng cô ấy sẽ bị tiêu diệt hoặc là để hắn ta sở hữu cô. Lính canh thông báo Esme Ander đã trốn thoát. Fralo ra lệnh cho Phoebus theo dõi người Roma ẩn náu khắp thành phố, mua chuộc nhưng không ai chịu nói ra dấu vết của cô gái Roma. Fralo ra lệnh thiêu sống gia đình nọ vì chứa chấp người Romani. Phoebus không tuân lời, phản kháng bất chấp lệnh của Fralo và cứu mạng gia đình kia. Vì vậy Fralo ra lệnh xử tử Phoebus vì tội phản quốc. Ông ta đích thân tự thiêu cháy căn nhà kia không một chút thương tiếc. Phoebus không ngại nguy hiểm xông vào đám lửa cứu tất cả mọi người. Anh bị lính canh tấn công từ phía sau và ngất xỉu. Esme Ander quan sát gần đó ném hòn đá vào mông con ngựa, gây hỗn lộn để Phoebus trốn thoát. Fralo đuổi theo và cho binh lính tấn công, bắn vô số mũi tên và Phoebus bị trúng tên ngã xuống sông Sen. Esme Ander chờ thời cơ và cứu anh ta. Fralo nổi trận lôi đình vì không tìm được Esme Ander. Victor, Hugo và Levon khuyến khích Quasimodo nên nói rõ cảm giác của anh với Esme Ander khi cô ấy đến, cầu xin Quasimodo giấu anh ta cho đến khi vết thương hồi phục. Quasimodo không ngần ngại dẫn mọi người đến chỗ an toàn nhất của mình. Esme Ander sơ cứu vết thương của Phoebus, nhưng chớ trêu thay hai người họ lại coi anh vô hình và thản nhiên bày tỏ tình cảm với nhau. Tình cảm đơn phương của chàng gù là tình yêu câm lặng và tuyệt vọng. Anh ý thức về vẻ ngoài nên chỉ âm thầm đứng từ xa dành cho cô gái mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Còn Phoebus, người khiến Esme Ander dâng trọn trái tim trong tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo, lại là kẻ trăng hoa lừa dối, sớm đã có vị hôn thê và xem nàng như một mối tình qua đường, tạm gác sự tổn thương của mình. Fralo đến nơi, Quasimodo bảo Esme Ander đi khỏi và giấu Phoebus dưới bàn của mình. Fralo đem cho Quasimodo chút thức ăn và nhận thấy thái độ khác lạ của Quasimodo, như đang che giấu điều gì đó. Nhận thấy hình tượng bằng gỗ của Esme Ander mà Quasimodo đã làm, Fralo biết rằng Quasimodo đã giúp Esme Ander trốn thoát và mất bình tĩnh, chắc rằng Esme Ander chỉ đang lợi dụng anh bằng tình yêu của ả ta. Ông ta rời đi. Còn lừa dối Quasimodo, ông ta biết tòa án phép lạ ở đâu và dự định tấn công nó vào lúc bình minh bằng một tiểu đoàn. Phoebus tỉnh lại nghe được toàn bộ và yêu cầu Quasimodo giúp đỡ tìm kiếm tòa án trước Fralo. Lúc đầu, Quasimodo sẽ không đi vì sợ Fralo và ghen tị với Phoebus. Phoebus thất vọng với thái độ của Quasimodo và rời đi.
Các bạn của anh cũng thất vọng với anh. Cuối cùng, Quasimodo hối hận và muốn vì những người bạn và giúp đỡ hết mình. Quasimodo nói với Phoebus đây là tấm bản đồ nhưng anh ấy không tin. Vài lần thuyết phục Phoebus nghe theo mình, cả hai bắt đầu đi tìm nó. Họ tiến vào một nơi tăm tối đầy chết chóc, đầy xương người ở đó nhưng lạ thay chúng biết cử động. Họ bị phục kích bởi người Roma cải trang bảo vệ hang ổ, bị thủ lĩnh Clopin bắt được và đem đi hành hình bằng cách treo cổ. Esme Under can thiệp và xóa tan hiểu lầm. Phoebus hét lớn cảnh báo mọi người Fralo có kế hoạch tấn công vào căn cứ lúc bình minh. Esme Under cảm ơn Phoebus rốt rít nhưng quên mất Quasimodo. Đột nhiên Fralo dẫn quân đến và bắt gọn hết những người Roma bất hợp pháp trên Paris. Ông ta rất ấn tượng khi Phoebus còn sống. Fralo quay sang cảm ơn Quasimodo và lúc này anh mới biết mình bị Fralo lừa gạt hại mọi người. Anh cầu xin chủ nhân dừng lại nhưng không giúp ích được gì. Vào lúc bình minh, Fralo đọc tội ác của Esme Under, buộc tội cô là phù thủy và tuyên bố bản án tử là thiêu sống. Hắn cho Esme Under cơ hội cuối cùng để chọn hắn hoặc ngọn lửa. Esme Under ghê tởm nhổ nước bọt vào mặt Fralo, hắn liền cho người châm lửa. Quasimodo tội nghiệp bị xiềng xích trên tháp chung được những người bạn cố gắng giải thoát, bảo anh ta đừng bỏ cuộc nhưng anh bất lực từ chối lắng nghe. Thấy người mình yêu nguy hiểm, Quasimodo không thể giữ bình tĩnh được nữa, hét lên và phá bỏ xiềng xích đến khi chúng vỡ tan. Chàng gù dùng dây thừng lao xuống giàn thiêu và giải thoát Esme Under. Anh chàng đưa cô vào trong vì thời điểm này, Esme Under đã bất tỉnh vì hít phải rất nhiều khói. Anh chàng tiếp tục dùng những vũ khí thô sơ của mình phản đòn lại những binh lính bên dưới. Khi Fralo lấy một thanh kiếm và ra lệnh cho người của mình chiếm giữ nhà thờ, Phoebus trốn thoát và châm ngòi cho một cuộc nổi loạn trong nhân dân Paris. Những người đã chịu đủ sự chuyên chế của Fralo. Người Paris giải phóng người Roma và cung cấp cho họ vũ khí, và một trận chiến xảy ra trên đường phố giữa công dân và quân đội của Fralo. Những người bạn bằng đá cũng phụ một tay, chế tạo thêm vũ khí giúp ích cho trận chiến. Phoebus giỏi võ nghệ dư sức đánh thắng chúng. Bầy chim bồ câu nhà thờ nghe lệnh những người bạn bằng đá cũng giúp ích cho lũ lính một trận, chúng vẫn cứng đầu dùng gỗ lớn để phá cửa. Quasimodo cùng những người bạn chơi lớn vố cuối cùng, nấu nóng chảy kim loại rồi đổ xuống qua vòi của các gargoyle bằng đá, gây thương vong vô số binh lính của Fralo. Fralo mặc kệ vẫn cố gắng đột nhập vào và đẩy ngã cha nhà thờ. Quasimodo thông báo tin vui chiến thắng cho Esme Under nhưng không thấy hồi âm, tưởng cô ấy đã chết liền bật khóc nức nở. Trong khi Fralo đang ở phía sau và chuẩn bị trừ khử anh bằng dao găm, Quasimodo phát hiện, thành công tránh được nguy hiểm và đưa Esme Under cùng trốn thoát với mình. Fralo đuổi theo họ ra ban công, dùng thanh kiếm tấn công Quasimodo và Esme Under. Fralo đến phút này nói hết sự thật với Quasimodo, mẹ của anh cũng từng là người Romani đã bị ông hại chết khi đang cố gắng bảo vệ Quasimodo. Trong lúc giằng co, hai người cuốn vào tấm áo choàng và sắp rơi xuống dưới. Fralo đã bị trừng phạt vì tội ác của mình. Esme Under trượt tay để Quasimodo rơi xuống nhưng may mắn đã được Phoebus đỡ lấy. Ba người bạn đoàn tụ, Esme Under lao vào vòng tay của Quasimodo trong khi Phoebus bước sang một bên. Tuy nhiên, Quasimodo nhận ra cô chỉ yêu anh như một người bạn, thuyết phục Esme Under ở bên Phoebus và chúc phúc cho mối quan hệ của họ. Khi người dân ăn mừng chiến thắng trước Fralo, Esme Under nhẹ nhàng thuyết phục Quasimodo tham gia cùng họ. Quasimodo miễn cưỡng xuất hiện để đối mặt với dân chúng một lần nữa. Lần này, có cô bé đến gần anh, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh và sau đó ôm lấy anh. Clopin sau đó cổ vũ Quasimodo, anh ca ngợi như một anh hùng và cuối cùng được chấp nhận vào xã hội. Quasimodo tận hưởng một vòng chiến thắng quanh quảng trường trên vai của những người đồng hương Paris, vui mừng khôn xiết khi cuối cùng cũng là một phần trong số họ, một chàng trai với trái tim nhân hậu dưới lớp vỏ xù xì, vừa chịu đựng thuở thơ ấu bất hạnh vừa không thể chạm đến tình yêu, nhưng với tấm lòng nhân hậu, anh sẵn sàng vị tha, dùng hạnh phúc của mình để tạo ra cho người khác, thật đáng khâm phục. Hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về bộ phim, đừng quên để lại like và đăng ký trước khi rời đi nhé. Tóm tắt bộ phim ở phần 1, thẩm phán Fralo độc ác đã giết hại người phụ nữ Romani trong lúc đuổi bắt và định sát hại luôn cả đứa con tội nghiệp bị dị dạng của cô ấy, sợ đắc tội với thần linh. Ông ta miễn cưỡng nuôi và đặt tên cho đứa trẻ là Quasimodo, sớm coi Quasimodo là một công cụ để mình lợi dụng tìm thấy hang ổ của người Roma sống bất hợp pháp ở Paris. Chót yêu Esme Under, Fralo hết lời dụ dỗ cô gái xinh đẹp nghe theo lời mình để được nhận khoan hồng. Esme Under làm trái lời và nhận bản án thiêu sống. Dưới quyết tâm trừ gian diệt ác và tấm lòng thương yêu vô điều kiện dành cho Esme Under, Quasimodo đã cùng hợp sức với tất cả đánh bại lũ kỵ binh của Fralo, đè bẹp chúng dưới dung nham nóng chảy. Fralo kết thúc sinh mạng với những việc làm ác trái luân thường đạo lý. Quasimodo thay trời hành đạo, trở thành anh hùng và được mọi người yêu quý. Sau những sự kiện năm ấy, Quasimodo đã được xã hội Paris chấp nhận và anh đang tất bật trang trí chuẩn bị cho lễ hội tình yêu sắp diễn ra cùng với Clopin, rất mong chờ tặng những bông hoa màu vàng xinh xắn cho các cặp đôi. Đại úy Phoebus phục vụ với tư cách là đội trưởng đội cận vệ của Paris dưới thời bộ trưởng bộ tư pháp mới, thay thế cho Fralo. Anh và Esme Under hiện đã kết hôn và có một con trai tên là Zephyr. Cậu bé rất tinh nghịch và xem Quasimodo là người bạn thân nhất của mình. Vì ngày tình yêu sắp đến gần nên người bạn bằng đá của Quasi cũng tranh thủ tỏ tình với chú dê thú cưng của Esme Under. Nhìn thấy mọi người hạnh phúc, Quasi cũng vui lây nhưng anh chỉ thui thủi một mình nhìn ngắm chiếc chuôi xinh đẹp được kéo mỗi khi lễ tình yêu đến. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, Quasimodo vẫn rất buồn bã. Esme Under đến an ủi giúp Quasi có thêm niềm tin vào ngày lễ tình yêu sắp đến. Chợt Zephyr hét lớn thích thú vì có một đoàn xiếc do xa rất dẫn đầu vào thị trấn như một phần dành riêng cho lễ kỷ niệm tình yêu. Những đứa trẻ còn hiếu kỳ vây quanh nhà ảo thuật nhưng cô trợ lý của ông không hợp tác và xa rất đành phải kết thúc buổi trình diễn. Hóa ra cô trợ lý mơ đeo lên đang tập luyện DJ thăng bằng giống như một viễn diên siếc, công việc yêu thích của cô thay vì làm trợ lý diễn cho xa rớt. Bí mật của đoàn siếc là kế hoạch đánh cắp chiếc chuông quý giá nhất của nhà thờ Đức Bà.
Sazerd là một tên tội phạm bậc thầy. Ông ta muốn Merdell lên đi thăm dò chiếc chuông trước để tiện hành động. Bên này Quasi và các người bạn vẫn tiếp tục với công việc hàng ngày. Chợt Merdell lên đến, Quasi mâu sợ hãi liền trốn đi. Nhưng những người bạn bằng đá lại thuyết phục anh nên dũng cảm ra ngoài làm quen cô gái. Thì lúc đó ba người bạn cũng thành công đẩy được Quasi nhúc nhát ra bên ngoài. Khi Merdell lên quay lại thì anh đã trốn lên chiếc chuông. Hai người nói chuyện vui vẻ và rất hợp ý nhau. Victor, Hugo và Laben cũng vui lây nhưng xém tí nữa bị Merdell lên phát hiện tượng đã biết nói. Bằng cách kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị, Merdell lên càng muốn biết nhiều hơn về anh chàng rung chuông này. Merdell lên kéo chiếc màn, ánh sáng chiếu vào làm cô thấy rõ hình dạng méo mó xấu xí của Quasi. Merdell lên bị sốc và nhanh chóng chạy khỏi đó. Ba người bạn Gargoyle buồn bã và bày tỏ lòng thương cảm với Quasi đáng thương. Tuy vậy anh vẫn lạc quan mà khắc gỗ. Quasi vô cùng khéo tay tạo ra chiếc tượng cô gái. Sau đó anh cầm tượng của mình với vẻ trầm tư, được các bạn an ủi. Quasimodo lấy lại được sự lạc quan vốn có của mình. Tượng cô gái hóa ra là dành tặng cho Merdell lên. Hơn thế nữa anh cũng muốn tặng cho cô thêm một đóa hoa hồng bằng biểu tượng của lễ hội tình yêu, nhưng lại không có đủ can đảm. Được các bạn thuyết phục, anh quyết định đi đến rạp xiếc tỏ tình với bộ trang phục không thể nào ố dè hơn. Trong khi đó, Merdell lên cầu xin Sazerd dừng những hành vi trộm cắp xấu xa lại, nhưng hắn nhắc nhở cô về quá khứ và ân tình cô nợ hắn. Khi Merdell lên 6, bị Sazerd bắt được khi đang ăn cắp tiền xu của hắn. Sazerd không buộc tội mà giữ cô ở bên cạnh để làm việc cho hắn. Merdell lên vì ân tình đành miễn cưỡng tiếp tục nhiệm vụ. Sazerd thu hút sự chú ý của khán giả bằng cách làm cho một con voi biến mất trong khi các cộng sự của hắn ăn cắp đồ quý giá từ khán giả. Ai nấy cũng đều bị thao túng vì màn trình diễn xuất sắc này mà không biết mình đã bị mất đồ, nhất là nhóc Zephyr, cậu bé tung hô Sazerd như thần tượng của mình. Còn Quasi thì mải mê ngắm nhìn Merdell. Khi cô bước vào cánh gà, Sazerd chụp lấy bó hoa và yêu cầu cô theo dõi Quasimodo. Quasi và nhóc Zephyr thân thiết như những người bạn. Quasi thật sự rất tốt bụng, âu yếm Zephyr dù cậu bé ngủ trên vai mình, dịu dàng chẳng khác gì mẹ của cậu nhóc. Những hành động dịu dàng của Quasi làm Merdell có cảm tình với anh hơn và trái tim cô tan chảy với những hành động dịu dàng đó. Merdell lên đuổi theo Quasi và nói chuyện riêng với anh và giữa họ có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Sazerd nhìn xung quanh không có ai, rồi hắn tự hào đếm những vật phẩm giá trị hắn thu thập được. Bên này Phoebus đau đầu vì tất cả người dân đều báo án cùng lúc bị đánh cắp đồ. Đêm đó Quasi đưa Merdell lên đi tham quan Paris với bữa ăn hấp dẫn của đầu bếp, tận hưởng không khí mát mẻ và ngắm hình khung cảnh tuyệt đẹp của nhà thờ Đức Bà từ trên cao. Quasi còn tặng cô một chuyến phiêu lưu trên mái nhà, nhìn hai bạn trẻ hạnh phúc bên nhau. Victor, Hugo và Laben tổ chức ăn mừng cho Quasimodo vì cuối cùng cậu cũng gặp được hạnh phúc cho riêng mình. Tiếp đến Quasi hướng dẫn Merdell lên đi thăng bằng vì biết đó là ước mơ của cô. Mặc dù cùng té ngã nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Sau đó mưa bắt đầu rơi nhưng hai người vẫn thản nhiên khiêu vũ. Những cặp đôi khác cũng đến nhảy múa cùng trông rất vui. Sau những khoảnh khắc thú vị, Quasi cùng Merdell trở về nhà thờ cùng nhau. Merdell cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc chuông. Quasi cho cô thấy chiếc chuông rất đẹp với những viên ngọc lớn nạm vào chuông sáng lấp lánh. Merdell nhìn vào đó, khuôn mặt cô lại biến thành xa rất khiến cô giật nửa mình. Cả hai ngồi sưởi ấm. Quasi lấy hết can đảm tặng bức tượng gỗ do mình điêu khắc cho Merdell. Cô rất cảm kích và tặng anh nụ hôn rồi trở về. Quasi ngất xỉu trong khi đang mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm sau, Quasimodo cảm thấy kỳ lạ. Một phút anh cảm thấy ốm, tiếp theo anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ của Esme Ander, cô nhận ra anh yêu Merdell lên và nói với anh rằng anh phải nói với Merdell lên về cảm xúc của mình. Phoebus bước vào và tuyên bố rằng rạp xiếc phải chịu trách nhiệm cho một chuỗi các vụ trộm trong đó. Merdell lên có thể có liên quan. Điều này không làm hài lòng mọi người, do Quasimodo yêu Merdell lên. Esme Ander nghĩ Phoebus vẫn giữ quan điểm định kiến đối với rạp xiếc và Zephyr đang rất ngưỡng mộ rạp xiếc. Phoebus ngơ ngác, có lẽ anh cần nhiều chứng cứ hơn để buộc tội ai đó. Trở lại với Merdell lên, cô vẫn đang tiếp tục tập luyện, nhưng Sazerd đến và dùng mọi cách để ép buộc Merdell lên thực hiện kế hoạch trộm cắp. Hắn đề nghị cô dùng mọi cách để giữ chân Quasimodo, còn hắn lén lút trộm chiếc chuông rồi cùng nhau tẩu thoát. Merdell lên muốn không đồng ý, cũng không được vì Sazerd đã biết được nhược điểm của cô và đe dọa sẽ làm hại đến Quasimodo. Merdell lên ngắm nhìn bức tượng gỗ mà Quasimodo đã tặng mình. Cô càng không muốn anh bị Sazerd làm tổn hại. Phía Quasi, anh cũng đang ngắm nhìn bức tượng gỗ của mình và anh quyết định mang đóa hoa đến tỏ tình với Merdell lên. Mặt khác, Sazerd vẫn mệt mài ngắm nhìn đống kho báu thì đột nhiên có người đến. Thì ra là Phoebus đến đây để tìm manh mối. Ông ta vội giấu đi sợi dây chuyền qua mặt Phoebus, tự hào ngồi lên chiếc ghế của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông ta cố tỏ ra thái độ bình tĩnh nhất để Phoebus tin tưởng rạp xiếc trong sạch trong các vụ mất đồ gần đây. Phoebus tìm được chiếc hộp đáng nghi, nhưng lại trống rỗng chỉ với cái nhìn của nhà ảo thuật gia. Dù giấu giếm kỹ nhưng Phoebus vẫn phát hiện ra sợi dây chuyền. Để tránh bị bắt, Sazerd đổ lỗi cho Merdell lên, nói rằng cô có sở thích trộm vặt. Xin lỗi Phoebus vì đã che giấu cho thành viên trong đội của mình. Để Phoebus tin tưởng, ông ta còn kể về tuổi thơ dữ dội với những lần trộm đồ của Merdell lên. Phoebus suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tin tưởng Sazerd và rời đi tìm Merdell lên bắt giữ cô. Tâm trạng lo lắng với việc mải mê suy nghĩ, Merdell gây ra một vụ hỗn loạn trên đường phố. Cô chạy đến nhà thờ và kéo Quasi đi khỏi. Đến một nơi có khung cảnh đẹp, Quasi lấy hết can đảm tỏ tình, mà không biết sao khi anh đi khỏi Sazerd đã tìm được chiếc chuông. Zephyr lẻn đi theo và thấy toàn bộ hành động của chúng. Ba người bạn bằng đá cố gắng hết sức để ngăn chặn bọn trộm, nhưng bị mắc kẹt dưới chiếc chuông khác. Cuối cùng thì chiếc chuông cũng không cánh mà bay. Quasi nhận ra mục đích của Merdell đi tiếp cận mình chỉ là lợi dụng. Anh đau khổ và bật khóc khi bị phản bội.
sau khi đánh cắp được chiếc chuông và biến Mer Delany trở thành người chịu tội thay, Sazerd trốn thoát thông qua hầm mộ Paris, bất ngờ thay nhóc Zephyr và chú dê đã lẻn theo cùng. Chú dê vùng vẫy và thoát được, còn một mình Zephyr không thể thoát và trở thành con tin của Sazerd. Binh lính trở về thông báo đã tìm kiếm Sazerd ở khắp nơi vẫn không có tin tức. Mer Delany xin lỗi vì tội ác của mình và bày tỏ muốn lấy công chuộc tội, vì cô biết Sazerd đang trốn thoát ở đâu. Sau khi nghe con trai cùng chú dê cũng mất tích theo, Esmeralda thuyết phục thả Mer Delany tìm kiếm con trai. Phoebus quyết định mở khóa thả cô ra ngoài và chỉ cột tay cô lại cho chắc. Dưới sự chỉ dẫn của Mer Delany, họ đến căn hầm tăm tối ẩm ướt ghê rợn với vô số đầu lâu, nghe tiếng kêu của sinh vật gì đó rất đáng sợ. Nhóm người dũng cảm đi vào, nhưng gặp phải vô số lối đi và không biết nên đi đường nào. Thật may, nhóm tìm kiếm gặp lại được chú dê, hóa ra là tiếng kêu cầu cứu của nó, nhờ vào chú dê dẫn đường. Phoebus cùng binh sĩ đã đợi sẵn ở đấy. Sazerd bắt Zephyr làm con tin, nhưng được Mer Delany dùng kỹ thuật đi dây thăng bằng cứu được, mọi người mừng rỡ. Sau đó nhóm binh lính cũng xông đến bắt Sazerd và thuộc hạ của hắn, tống giam vào tù cho những việc làm sai trái. Zephyr đoàn tụ với ba mẹ. Mer Delany được minh oan và trong sạch, cô vui vẻ khi nhìn thấy mọi người được hạnh phúc. Vài ngày sau, lễ hội tình yêu đáng mong đợi diễn ra. Quasimodo rung chuông bắt đầu buổi lễ, ai nấy cũng đều có một lễ hội hạnh phúc. Phoebus và Esmeralda hạnh phúc trao cho nhau những câu tỏ tình ngọt ngào. Hugo tặng hoa cho cô dê và chiếm được cảm tình của cô ấy sau nhiều năm. Chú ngựa của Phoebus cũng tìm được tình yêu cho mình. Không chỉ mọi người được hạnh phúc mà Quasimodo cũng thế. Anh nhận được tình cảm của Mer Delany cùng lời tỏ tình của cô ấy và sống thật hạnh phúc mãi về sau. Kết thúc phần 2 trọn vẹn dành cho anh chàng tốt bụng Quasimodo. Cảm ơn bạn đã xem hết bộ phim. Hẹn gặp lại trong các video sau.